Chào các bạn, thì hôm nay mình chia sẻ cây mai này. Cây mai cũng cổ nha các bạn. Thì theo thông tin của cậu mình thì chia sẻ là cây mai này trên 60 năm nha các bạn. Thì hôm nay mình có dịp qua thăm ngoại thì ông cậu chính cũng có ý định cũng bán cây mai này các bạn, nhưng mà giá thì cậu không nói. Nếu mà có gì thì các bạn liên hệ với mình sẽ để số điện thoại dưới tiêu đề để các bạn có gì liên hệ mình nha. Thì cái mai này trên 60 năm, khá là đẹp, nhưng mà đế rồi nhìn rất là đã, bông người bông chùm năm cánh rất là đẹp. Cây mai này giờ nó lên sù nhưng bạn, có một cục tròn vo chân cái ngã ba luôn bạn. Cái cục này là nó lớn theo năm tháng nha các bạn. Mai này bộ đế thì khỏi chê nha các bạn, cái này bộ đế còn nằm dưới đất nữa, này chưa có đưa lên nha các bạn. Cái mai này là bông nhiều hơn lá nha các bạn, toàn là bông không, rất là nhìn rất là đã. Thì trong hình mình thấy vậy chứ ra ngoài nhìn rất là phê nha các bạn. Thì mấy bạn có nhu cầu gì thì xin liên hệ mình có thể dẫn các bạn đến địa điểm cây mai này các bạn. Quá đẹp. Cây mai này hiện giờ nó nở khoảng 80% bạn, còn khoảng 20% nữa là cũng hết nha các bạn. Thì ông cậu mình chơi sợi dây đầu tối bằng cầm tay các bạn, khóa gốc mai lại. Thì giờ nó bự quá và đẹp quá này, em bảo quản cẩn thận mới được. Ngày năm mới mình xin chúc các bạn sang năm mới làm ăn phát tài, ăn khang thịnh vượng nha các bạn. Cây mai con của cây lớn nha các bạn. Cây này khoảng hơn chục năm. Cây này cũng dáng rất là thiệt nha các bạn. Cây nhỏ hoành khoảng 50. Thì hứa hẹn cây đó là cũng khá là đẹp trong tương lai nha các bạn. Cái
Không biết đâu. Hả?